Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc động cơ công suất lớn, hàng gần như là công suất lớn nhất trong tất cả các dòng động cơ một máy các bạn nhé. Đây là chiếc Lifan LF460 18 HP, tức là công suất của nó lớn nhất trong dòng một máy. Còn thường nếu mà trên 20 HP thì sẽ phải chạy hai máy cơ, hoặc là 18 HP, nhiều hãng thì nó cũng đều thiết kế chạy hai máy. Ngay kể cả Vanguard thì các bạn có thể thấy 14-16 HP nó đã chạy hai máy rồi. Còn đây là chiếc động cơ xăng công suất lớn nhất trong phân khúc một máy. Và các bạn có thể hiểu được Lifan nó là một cái thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc, chuyên sản xuất về các loại xe máy. Nếu ai đã từng tìm hiểu qua hoặc là đã từng biết đến Lifan thì các bạn có thể hiểu được Lifan nó gọi là hàng tàu, nhưng mà tàu nội địa ấy, hay gọi là tàu trung ương, tàu của những cái nhà máy lớn. Do đó cái chất lượng của nó chạy cực kỳ ổn định luôn, so với các động cơ khác cùng phân khúc giá tiền, Lifan và Longsin, thì các bạn có thể hiểu được đây là hai cái thương hiệu động cơ rất là tốt luôn, vì chuyên về máy xăng. Các bạn có thể thấy được hình dáng của chiếc máy này nó hoàn toàn chinh phục được người khác bởi những cái ngoại hình ban đầu. Cái thiết kế của nó các bạn có thể nhìn thấy nó rất tinh tế, nó không thừa, không thiếu một tí nào cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn chi tiết từng tí một để các bạn có thể thấy được rõ hơn. Bình xăng của nó thì các bạn có thể thấy được màu trắng sữa, nhìn rất là chắc chắn, dày, và nó không kiểu màu trắng tinh. Màu trắng tinh thì nhìn nó rất là bẩn. Màu này thì các bạn có thể mang lại cảm giác cho chúng ta cái cảm giác nó rất là khỏe khoắn và dày dặn. Nắp bình xăng này là nắp gai các bạn ạ. Nắp này là nắp gai, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bạn có thể thấy phần gioăng này, gioăng nhớ con thứ nó rất là dày, không sợ xăng khi các bạn chạy rung lắc nó bị trào ra ngoài bình xăng. Đấy. Phần trên của bình xăng này thì nó làm bằng nhựa, thì giúp các bạn khi mà sử dụng trong quá trình thời gian dài ấy, nó không bị rỉ. Đấy. Trên đây là thông số của nó, thì các bạn có thể thấy được dung tích của nó này là 459cc, tương đương với 11kW. Đấy, các bạn thấy không? Trọng lượng là 32kg. 11 các bạn có thể thấy được mắc lên đến 12kW, tương đương với 18 HP. Đây, các bạn có thể thấy được ngay cái phần giữa bình xăng và phần lốc máy thì nó có một cái miếng nhựa chắn như thế này, cảm giác cho các bạn một cái cảm giác gọi là rất là sạch sẽ và tinh tế, tức là nó sẽ chắn được những cái phần bụi bẩn rồi là đất cát bắn lên giữa cái phần bình xăng và phần lốc. Những phần này kín, nó rất là khó vệ sinh. Bên Lifan họ thiết kế rất là ok luôn. Phần bô e cũng thế, các bạn thấy không? Bô e này to bản, giúp cho cái luồng không khí, tức là gió được đưa vào buồng đốt một cách tối ưu nhất. Rất đẹp, thiết kế rất là tinh tế nhá, không thừa không thiếu một tí nào. Cái ấn tượng ban đầu chúng ta này, các bạn này có thể cảm nhận được luôn được là nó rất là ok. Những cái máy nó phải trau chuốt những cái thiết kế như thế thì mới đảm bảo được cái chất lượng. Chưa cần nói đến bên trong, ngay ở những cái bên ngoài như này các bạn có thể thấy được, nhìn nó rất là ổn định. Đọc gió giấy các bạn nhá, rất là đẹp, hoàn toàn chinh phục được người tiêu dùng. Mức giá của nó cũng rất là hợp lý, nó không hề đắt. Đây, phần chế hòa khí này các bạn này, sẽ có hai cái lẫy gạt, một là khóa xăng và hai là le gió ốp giật này, rất chắc chắn. Trên phần áo thì các bạn có thể thấy logo Lifan này. Chế hòa khí là chế của Huozi, các bạn thấy không? Chế Huozi, chế này chạy khá là ổn. Các bạn thấy nhá, bô xả này có hai lỗ thoát xả giúp cho máy chạy thoáng hơn. Phần đầu chú buji rất là tinh tế. Nói chung là theo như con mắt của chúng tôi làm nghề thì nhìn những cái máy này, ngay cái phần thiết kế đầu tiên đã mang lại cho mình những cái ấn tượng rất là tích cực rồi.
LF192F, nắp OHV. Nắp này nó chất chất nó như kiểu là gang, cảm giác như kiểu là gang pha. Phần chắn dưới tức là cái phần xi lanh này. Đấy, các bạn thấy có cái ở bên dưới này nó sẽ có một cái nắp nhựa để chắn cho những cái bẩn bụi rồi là đất cát bắn vào cái phần khe làm mát của xi lanh. Anh gọi là tản nhiệt đấy. Lốc này rất là dày dặn nhá. Nhìn chi tiết rất là sáng. Đẹp. Chắc chắn đó là những cái mà chúng ta phải nói khen cho Lifan. Số series. Ok. Rồi. Các bạn thấy không? Một lần nữa thì chúng tôi sẽ quay lại toàn diện cho các bạn xem chiếc Lifan này. Quá là đẹp. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 477 099. Nhớ vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.